Công ty kiến thiết và xây dựng Triều Sơn xin giới thiệu khu nhà liền kề và sân vườn, được thiết kế khung sàn mái riêng biệt, chan hòa ánh sáng và thoáng mát, phù hợp với căn hộ công chức. Căn hộ thiết kế với đầy đủ tiện nghi cho gia đình lớn, thuận lợi sinh hoạt, cẩm trợ, trường học, bến xe và trung tâm thành phố. Nằm trên con đường Trần Huy Liệu, Đông Đúc và Sầm Uất, được xây dựng theo thiết kế chuẩn, chất lượng vật liệu cao cấp, gồm có sắt, hỏa phát, gạch hỏa phát theo quy chuẩn quốc tế. Với diện tích 50m², chiều ngang 4m, có sân trước vườn sau, có chiều sâu 10m. Phòng khách được thiết kế rộng rãi với đầy đủ thiết bị tiện nghi. Gạch ăn nền cao cấp vân khói, kích thước 80x80. Hai lớp cửa an toàn. Cửa ngoài chắc chắn bằng sắt sơn tĩnh điện cao cấp. Cửa bên trong bằng nhôm Việt Pháp với kính hai lớp an toàn. Tầng 1 đầy đủ tiện nghi, hệ thống quạt trần đèn hết cao cấp. Nhà vệ sinh với thiết kế cửa nhôm hệ Việt Pháp cao cấp, thiết bị vệ sinh cao cấp. Phòng bếp được thiết kế riêng biệt, thông thoáng, đầy đủ ánh sáng và không khí. Hệ thống đèn led đẹp, hiện đại theo chuẩn phái tân cổ điển. Bàn ăn quay ra khu vườn xinh xắn và thơ mộng. Kệ và tủ bếp bằng gỗ sồi. Chậu rửa bát bằng thép không gỉ. Và tiếp tục chúng tôi xin giới thiệu sân vườn, có thể trồng được nhiều loại hoa và cây cảnh khác nhau. Gia đình có thể kê bộ bàn ghế trà uống dành cho 6 người. Vườn được trang trí hài hòa đẹp mắt với đá và hình khối 3D.
Hệ thống cầu thang ở trung tâm ngôi nhà được thiết kế rộng rãi và ngã mắt rồng đắt tiền. Chúng tôi xin giới thiệu thiết kế của tầng 2 gồm 2 phòng ngủ và toilet. Phòng ngủ tầng 2 được thiết kế rộng rãi, cửa sổ lớn nhìn bao quát xung quanh. Kê giường có lớn, đủ lớn, ba buồng và trang điểm và kệ tivi. Xin mời mọi người vào phòng ngủ thứ hai. Căn phòng rộng rãi với hệ thống cửa nhôm hệ Việt Pháp được ốp kính an toàn hai lớp. Cửa sổ rất to và rộng rãi. Trông ra sân vườn cây xanh tốt. Phòng này cũng được thiết kế cho giường lớn, tủ quần áo, kệ tivi. Xin giới thiệu tiếp theo hệ thống toilet tầng 2. Gồm có chậu rửa inox, vòi sen cây lớn với tiên nước mạnh mẽ có thể tắm chung cho nhiều người. Hệ thống đá ốp lát rất trang nhã sang trọng. Xin mời các bạn lên tầng 3. Trên cầu thang lên tầng 3 có kho thư đồ rất rộng rãi, chứa được rất nhiều vật dụng cá nhân như chăn màn, đệm, quần áo. Xin giới thiệu với các bạn tiếp theo của thiết kế tầng 3. Đây là căn phòng đa năng rất rộng rãi, có thiết kế như phòng thờ, phòng sinh hoạt chung cho khách. Ban công lớn được thiết kế theo kiến trúc tân cổ điển thơ mộng. Còn đây là sân phơi của chúng tôi với diện tích gần 15 m², gia đình có thể phơi phóng thoải mái cùng hệ thống máy giặt và có thể kê thêm bộ bàn ghế ngồi cắm cảnh uống cà phê cho cả gia đình. Với mức giá chưa đến 900 triệu đồng, công ty chúng tôi khuyến mại thêm cho khách hàng một bộ sofa khách cùng TV LED 54K cao cấp và hệ thống bàn ghế cho phòng ăn 6 người bằng gỗ sồi với model mới nhất của năm 2020.
Dãy nhà chúng tôi gồm 6 căn đã được bán hết, còn lại 2 căn. Xin mời mọi người có nhu cầu đến tham quan và đặt mua. Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã theo dõi.